Thưa quý vị, người nghệ sĩ sẽ cùng trò chuyện với Thanh Long trong chương trình hôm nay là một nghệ sĩ nổi tiếng khá là sớm với một giọng hát thiên phú, ngọt ngào và truyền cảm, và một hành trình cũng có nhiều khó khăn và thử thách. Thế nhưng anh vẫn an nhiên bước qua bởi vì luôn có một niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn nghệ sĩ Long Nhật. Xin chào anh Long Nhật ạ. Cảm ơn Thanh Long. Kính thưa quý vị, hôm nay Long Nhật chọn áo dài ngụ thân, một cái tà áo dài xưa, nguyên bản của Huế. Long Nhật cũng vừa di chuyển từ cổ đô Huế là quê nhà của Long Nhật về đến với Nghệ An. Vâng. Sự thật là cái địa chỉ của đài phát thanh truyền hình Nghệ An đối với Long Nhật á, là một địa chỉ rất là quen thuộc. Cái đợt mà Long Nhật mà bằng bằng em á, vâng. Cái lúc bắt đầu nổi tiếng thì Long Nhật thường xuyên được về với Nghệ An, vâng, để biểu diễn cho bà con ngoài mình xem. Và Long Nhật hay quay những chương trình của đài, rồi những cái sự kiện của đài, trở về với ngôi nhà của đài phát thanh truyền hình Nghệ An, cảm thấy như trở về một mái nhà xưa rất là thân quen. Thanh Long hy vọng là với cái tình cảm đó thì ngày hôm nay thì anh Long Nhật và Thanh Long cũng sẽ mang đến những câu chuyện thật là gần gũi. Nơi đây Long Nhật có rất nhiều khán giả, và Long Nhật hay gọi là những cái fan mà fan ruột đó, ruột và ruột thịt đó. Vâng. Tại vì là mình là một cái người hạng nhạc quê hương đó, nên là mình hay nghiên cứu. Anh Nhật hay nói là cũng là một cái câu hò, nhưng mà trong Huế của anh Nhật á, thì ví dụ như là nó ra mãi như mãi đấy, nhưng mình dời ra từ Hà Tĩnh về với Nghệ An chỉ cần qua cái đầu ngang thôi là nó sẽ trở thành là ơi cho muối ba năm mà muối con mặn, gừng chín tháng thì gừng hãy con cay, chứ đôi ta tình nặng nghĩa dây, dù có xa nhau đi chăng nữa thì ba vàng sau ngang ngay cũng nọ xa. Thì nó có cái sự đồng bộ về về Nghệ An, thì anh Nhật đầy ắp những yêu thương về những cái làng điệu, những câu hò, những điều hát của quê hương mình. Vâng, anh Nhật có biết không ạ, từ bé thì em đã mê cái giọng hát của anh rồi, và cũng không nghĩ là một ngày lại được anh hát cho em nghe trực tiếp như thế này. Và lúc nãy khi mà anh hát ấy thì em lại gợi nhớ về hình ảnh của anh cũng những năm 90 ạ. Thì có thể nói là anh Long Nhật rất là nổi tiếng, và em nghĩ rằng là để có được cái thành quả đó thì anh cũng đã trải qua rất nhiều những nỗ lực. Cái chướng ngại vật đầu tiên là ba đó. Vâng. Ba thì hướng cho Long Nhật học sư phạm, đó là truyền thống của gia đình. Ba là giáo sư dạy Việt văn, mà cả nhà anh hai rồi các bạn của em gái thì người nào cũng đi dạy cả. Anh Nhật còn chờ hoài à, mà khi mà ba cấm quá đi hát ở đoàn ở Huế xong, ba cũng cấm, Lâm Nhật trốn vào Đà Nẵng, rồi ba cũng ba bác ra, bác Lâm Nhật về sở giao thông vận tải Bình Trị Thiên. Mà khi mình rời sân khấu mình về mình làm những công tác là hành trình sự nghiệp đó, nó buồn lắm, nó nhớ sân khấu lắm. Sau đó Lâm Nhật mới thi tuyển vào đoàn Hải Đăng Nha Trang đó. Vâng. Mẹ phải giả vờ nói là bà ngoài ốm, vâng, mà ba phải về thăm bà ngoài. Thì trên này đoàn Hải Đăng lãnh đạo các chủ á, mẹ về mẹ ký giấy. Mà lúc này mẹ khóc dữ lắm, mẹ nói là bây giờ mà một lạc này ba mi về thì ta phải nói về ba mi như thế nào. Vâng, đó là cái câu chuyện mà Thanh Long muốn hỏi tiếp anh ấy. Thì ba cũng giận dữ lắm. Ba nghe mẹ nói là nó đi rồi. Vâng. Nó đi rồi mà nó còn việc lại cho ba mẹ chữ á. Thứ Đà Long thì còn nói là ba hay ba, nếu mà chưa hạt á, thì con chỉ mới tồn tại thôi. Khi mà con được hát thì con mới thật sự là sống. Và Lâm Nhật hứa với ba là cho Lâm Nhật đi 3 năm. Ở 90-91 là anh đoạt huy chương vàng cái bài Mẹ Nhịp Câu Tre. Và khi mà đoạt huy chương vàng rồi thì là cầm huy chương vàng về thưa với ba. Mình phải phát hiện ra một điều rằng là dù khó khăn, dù vất vả, dù gian nan như thế nào, mà mình có một cái niềm tin mà phải dùng cái từ là sắc son á, cái câu chuyện này nó sẽ nổi tiếng câu chuyện kia. Có một cái điều rất là tốt đẹp là cách đây 40 năm, chính nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền là chủ tịch hội đồng giám khảo đã chấm cho Long Nhật cái huy chương vàng đầu tiên. Sau 40 năm, cũng kỳ ghế chủ tịch hội đồng giám khảo đó, thì Long Nhật lại ngồi vào kỳ ghế của thầy mình. Là một người con của xứ Huế với cái chất giọng, với cách luyến láy, thì anh có nghĩ rằng là cái văn hóa, cái bản sắc của người Huế nó cũng góp phần tạo nên một cái nét riêng của anh? Lâm Nhật rất là tự hào mình là người Huế. Mà ba Lâm Nhật hay dạy là trước làm răng là sau làm rửa. Trung thành
với một cái hình ảnh mình đã xây dựng ngay từ ban đầu. Cũng chính vì cái sự mềm mại, cái sự nhẹ nhàng, cái sự mềm mỏng thì nó mới hợp với cái dòng nhạc trữ tình quê hương, đặc biệt là những bài hát mang hưởng dân ca của Huế hay là dân ca miền Trung. Anh ghé về thăm Huế một chiều mưa bay bay, rồi anh đi biển biệt, đúng không? Vâng. Hay là tình yêu em như sóng biển chiều hôm, ví dụ như thế. Vâng. Nó cứ len lỏi đúng không anh? Ừ. Nó như một cái mạch nguồn, như một cái dòng suối mát, nó cứ tưới tẩm trong tâm hồn của người nghe và hãy cứ sống là chính mình. Đó dường như là những gì mà Thanh Long cảm nhận được ở anh đúng không ạ? Cái câu nói của em làm cho anh nhức nổi hết cả da gà luôn. Ừ. Mà mặc dù con trai nhưng mà rất là dễ khóc. À. Là bởi vì như thế này, cuộc đời đôi khi nào cũng phải là lúc nào nó cũng bằng phẳng. Cũng có một thời gian, một giai đoạn thì không hiểu vì sao mà cái giai đoạn đó khán giả ở trong nước họ họ hơi quên lạc đi. Vâng. Những cái người hát nhạc trữ tình quê hương, Lâm Nhật này, Vân Khánh này, Quang Linh này, đôi khi mình cũng khóc chứ, đôi mình cũng khóc, nhưng mà xong một trận khóc cho đã đi, rồi rửa mặt, trang điểm đẹp, mặc đồ đẹp, rồi bước đi tiếp thì những bước đi vững vàng và ra những sản phẩm thiệt là hay. Vâng. Mình phải làm bằng hết tất cả những gì khả năng mình có, mà không có một cái hội đồng nghệ thuật nào mà công tâm bằng công chúng khán giả. Vâng, và cái hành trình đó của anh đã được công chúng ghi nhận rất là nhiều ạ. Trong suốt 34 năm miệt mài và đam mê và định danh mình ở dòng nhạc trữ tình quê hương thì anh cũng rất thành công với dòng nhạc bolero. Phải chăng đây là một Lâm Nhật rất là đa sắc màu trong âm nhạc? Sự thật là bolero Lâm Nhật hát từ nhỏ. Ừ. Trữ tình quê hương Lâm Nhật hát từ nhỏ, nhạc trẻ Lâm Nhật hát từ nhỏ và hát hay, hát giỏi từ paso doble, rumba, cha cha cha, boston, silo, disco, tango, bebop, hát giỏi hết tất cả những dòng nhạc. Và Lâm Nhật còn mê thêm một dòng nhạc là đó là dòng nhạc trữ tình cách mạng. Vâng, anh Lâm Nhật thân mến, là có rất là nhiều nghệ sĩ hát và theo đuổi cái dòng nhạc bolero. Vậy thì theo anh, cái sự khác biệt của anh ở cái dòng nhạc này đó là gì ạ? Lâm Nhật hay dạy học trò của Lâm Nhật là khi mình hát nhạc quê hương, hay khi mình hát nhạc trẻ, hay khi mình hát nhạc trữ tình cách mạng, thì mình hát dòng này thì mình phải biết quên cái dòng nhạc kia đi. Ừ. Chứ đừng gọi lẫn lộn. Nhưng riêng Lâm Nhật thì mình đặt cho mình một cái tầm cao hơn và một cái cách hát nó hòa quyện. Mặc dù là bản bolero đó, nhưng pha một chút Huế. Ví dụ nếu mà hát bình thường, anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh. Nhưng mà nếu mà giỏi nữa mà bị phá cái tiếng Huế của mình vô, nhưng mà nó vẫn không bị dân ca, nó vẫn là bolero, nó vẫn là nhạc vàng ròng như vậy, thì phải hát là anh ở nơi nào, có còn mùa xuân không anh. Vâng. Còn một cái mơ ước là khi mình cất tiếng hát lên á thì mình chạm được cái trái tim của người nghe. Và ở luôn trong này đừng ra nữa. Vâng, quý vị thân mến, và bây giờ thì để thay đổi không khí thì chúng ta sẽ cùng đến với một mini game có những câu hỏi nhanh dành cho nghệ sĩ Lâm Nhật. Anh đã sẵn sàng chưa ạ? Anh Lâm Nhật sẵn sàng. Vâng. Anh có nghĩ là mình đẹp trai không? Không, một gương mặt hiền lành, vâng, dễ nhìn mà hơi giống con gái. Anh có thể tiết lộ là số cân nặng của anh hiện tại bây giờ được không? Hơi mập. Dạo này Lâm Nhật thấy mập một xíu. Hai đồ vật luôn luôn có thể nói là trở thành vật bất ly thân đối với anh ấy thì đó là gì? Một hộp phấn và một cái son. Vậy thì anh có tự tin là nếu như mà mình bước lên sân khấu mà mình không make up? Không, đôi khi make up rồi, nhưng mà trong áo vest hoặc là người quản lý luôn luôn cầm hoặc là để ngay cạnh gài cho anh Nhật một hộp phấn và một cái son. Cái hành động soi gương, thoa lại cái son hoặc là dầm lại tỉ phấn thì cái đó làm là cho Lâm Nhật cái cảm giác yên tâm. Bài giám nhận đấy, ôi dồi, ông mà không điệu, bất điệu thì bất thành Lâm Nhật. Bản hit đầu tiên của anh đó là ca khúc gì? Mình nhìn cầu tre, mà nụ hồng. Người ảnh hưởng đến cái sự nghiệp ca hát của anh đó là ai? Ở trong miền Nam thì có chị danh ca Bảo Yến, và phía Bắc nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền. Vâng, trong giới showbiz ấy, thì anh thân nhất với ai ạ? Là chị nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân. Không biết là môn thể thao mà anh yêu thích? Anh thích chạy bộ, với đạp xe đạp. Cái món ăn nào của Nghệ An mà anh mê nhất? Là chảo lương, với là bánh mướt.
Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở về với hiện tại là anh Long Nhật, một người đàn ông của gia đình ạ, một người chồng, một người cha. Thì anh có thể cho Thanh Long cũng như là khán giả một vài hình dung khi mà anh ở nhà thì sẽ như thế nào ạ? Khi Long Nhật về nhà thì bao nhiêu danh tiếng hoặc là bao nhiêu TV Lâm Nhật xin phép được bỏ ngoài bầu cửa. Vâng. À, khi Lâm Nhật về nhà thì đối với cả con là cả một bầu trời là ba Nhật và bốn nhỏ lớn, wow. Hai trai hai gái. Với ba mẹ hai bên gia đình, Lâm Nhật tự hào mình là một người con ruột, một người con rể hiếu thảo. Nhưng mà đối với bà xã và cả con thì không biết có được 5 điểm không. Là bởi vì bà xã và cả con rất là thiệt thòi. Đời nghệ sĩ còn nhiều trách nhiệm, cho ba đi vài năm nữa rồi ba sẽ về. Vâng. Và ba sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình mình. Vâng. Ba sẽ tâm sự với Bim nhiều hơn, ba sẽ nói chuyện với Muôn nhiều hơn, ba sẽ nói chuyện với các em nhiều hơn và ba sẽ nhõng nhẽo với mẹ nhiều hơn. Rất là thú vị ở cái câu là ba sẽ nhõng nhẽo với mẹ nhiều hơn, có nghĩa là chúng ta đi ra ngoài dù chúng ta là ai đi chăng nữa nhưng mà khi chúng ta trở về với gia đình thì chúng ta cảm thấy mình cũng thật là nhỏ bé, đúng không anh? Yeah. Luôn luôn cần cái sự vỗ về, che chở và yêu thương của tất cả mọi người, đúng không ạ? Thưa anh Long Nhật, là trong thời gian tới thì không biết là anh sẽ có những cái dự án, những cái dự định âm nhạc như thế nào ạ? Như đã thưa thì tới đây Lâm Nhật sẽ có chung kết Giọng Ca Vàng Bô Rô Việt Nam. Vâng. Lâm Nhật làm chủ tịch hội đồng giám khảo. Vâng. Mùa thứ 6. Còn riêng về dự án âm nhạc thì năm nay Lâm Nhật có một cái dự án là Tối Ưu Tiền Được Tôi, một dự án rất là lớn cùng với các đài truyền hình địa phương trong cả nước. Vâng. Để thực hiện, Lâm Nhật hát từ Cà Mau ra tới Móng Cái. Ừ. Mỗi địa phương Lâm Nhật hát một bài hoặc hai bài. Chắc chắn trong đó sẽ có những MV hay về quê hương Hà Tĩnh. Vâng. Quê hương Nghệ An, Huế của Lâm Nhật, đặc biệt là giải đất miền Trung này. Sẽ có Em Yêu Anh Như Câu Hò Vì Dầm, Về Sự Nghề Cùng Anh, và không thể nào thiếu được Tìm Lại Người Xưa, cũng không thể nào thiếu được Huế Và Em. Vâng. Và cũng không thể thiếu được những cái MV Tôi Vẫn Tin Một Ngày Mai, là một trong những bài hát sự nghiệp của Lâm Nhật. Khi mai một mình mở hát lại rồi thì mình sẽ sắp xếp cho những thế hệ tiếp nối để chuyển qua công tác đào tạo giảng dạy. Và Lâm Nhật cũng như lời hứa về ba, mặc dù là con cả lời ba con đi hát, nhưng bây giờ là con đã thực hiện được lời hứa về ba là con vẫn làm thầy, con vẫn làm sư phạm, nhưng mà con dạy nhạc. Và một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Long Nhật trong chương trình hôm nay. Xin chúc anh sẽ có thật là nhiều sức khỏe, tiếp tục giữ cái ngọn lửa đam mê với âm nhạc để chúng ta lan tỏa những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Cảm ơn Thanh Long. Và Lâm Nhật cảm giác rất là hào sảng, cảm giác rất là hồi hộp và đầy nhiệt huyết trong cái dự án lần này, Tôi Yêu Tiền Được Tôi, chương 1, Miền Trung Yêu Thương Ruột Thịt. Cả nhà đón xem và ủng hộ Lâm Nhật nhé. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thời lượng của chương trình Trò Chuyện Cuối Tuần cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.